Xin chào các bạn đã quay lại với chuỗi video về điều khiển động cơ BLDC của mình. Thì ở hai video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để điều khiển động cơ BLDC vòng kín với bộ điều khiển dòng điện là bộ điều khiển dòng trễ và bộ điều khiển tốc độ là bộ điều khiển PI controller. Thì video ngày hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn muốn nói một chút về sức hoạt động của động cơ BLDC và làm thế nào để đo được sức hoạt động này để dùng thư viện của MATLAB Simulink. Thì trên đây là mô hình mình đã xây dựng và kết quả sức phải động của dạng hình thang. Các bạn biết điều này khác với sức phải động này thì có sự khác biệt với động cơ PMSM, tức là động cơ đồng bộ của nam châm bí kiểu của sức phải động hình sin. Chính sự khác biệt giữa sức phải động này dẫn tới phương pháp điều khiển của hai động cơ cũng chút khác biệt. Ok, thì mình sẽ đi vào phần simulation cho chúng ta sẽ đi vào từng bước để xây dựng mô hình này. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng thư viện. Ở đây thư viện các bạn sử dụng là thư viện Simscape, tức là mình sẽ sử dụng thư viện vật lý. Ở đại học thì các bạn thường quen với sử dụng mô hình động cơ với các phương trình toán học như lần trước, nhưng sau đó thì mình nhận ra là MATLAB cho mình có một thư viện, tức là thư viện physical này rất là mạnh để chúng ta có thể mô phỏng. Ok, chúng ta sẽ ở động cơ BLDC này thì có hai phần, một là phần điện ở đây và hai là phần cơ. Chúng ta sẽ nhập thông số động cơ ở đây và mình sẽ nhập các thông số như là sức phản động của cơ, ví dụ mình sẽ để 0.6 đi, VKB, góc ban đầu của ô tô là 120 độ. Ban đầu của cho số cấp các số về stator, ví dụ như điện trở, điện cảm và điện trở điện cảm. Ở đây mình sẽ đặt ví dụ là 85E-03, điện trở điện cảm đầu quy và thứ tư 85E-03, điện cảm này mình đặt là 0 nhưng phải điện trở mình đặt ví dụ là 0.42. Thông số xong là thông số về vật lý cũng như thông số về về cơ khí thì các bạn giữ nguyên như MATLAB. Ok, mình sẽ đặt nguyên này ở đây và để làm rõ cho ba pha của động cơ thì mình sẽ làm rõ về ba pha động cơ bằng cách ấn vào mục Simscape. Tiếp theo mình sẽ để ba pha hở bằng cách sử dụng open mạch open circuit cho ba pha. Ok, mình sẽ làm to lên một chút và tương tự cho pha B và pha C, mình cũng sẽ để hở này và pha N thì mình sẽ lấy đất bằng cách sử dụng electrical reference lấy đất. Okay, tiếp theo là sang phần cơ khí, phần góc của ô tô. Và để đo được góc của ô tô thì mình sẽ dùng khối IDEA Angle Philosophy Shot. Sẽ quay mirror vào đây và khối và đầu C của cơ thì mình sẽ dùng khối Mechanical Rotation Meter. Tương tự cho khối C này mechanical. Ok, mình sẽ đặt vào đây một lượng góc ban đầu của cơ, xong instant giúp mình đặt góc ban đầu của cơ là 2π đi. Ok, mình sẽ dùng phím tắt là control để quay khối xung quanh như vậy. Thì ở đây là tín hiệu vật lý và đây là tín hiệu Simulink. Chính vì vậy mình sẽ dùng khối một chuyển đổi từ tín hiệu Simulink sang physical model.
Ok, và ở đây thì mình sẽ dùng thêm một khối solver configuration ở phía sau của khối mechanical này. Solver configuration. Các bạn cứ làm theo và mình sẽ giải thích sau về ý nghĩa của solver configuration này. Đây mình sẽ dùng ULOG của solver mình mà, và mình sẽ đặt là single time là như mình đặt là 2.6 chưa 30 giây. Để cái chọn là single time như thế nào thì mình sẽ lấy sau các bạn. Ok, để chúng ta đến đây cho một cái. Và tiếp theo ở phần 3 pha động cơ thì mình sẽ sử dụng voltage sensor để đo sức phản động một pha của động cơ. Ví dụ như ở đây mình đo pha A của động cơ đi. Đầu này mình sẽ nối vào electrical reference và mình sẽ scope để hiển thị ra sức phản động của cơ. Ở đây là physical, vì vậy mình sẽ dùng khối physical to simulate. Các bạn chú ý nhé, khi mình dùng thư viện này thì mình luôn bị chuyển đổi qua lại giới thiệu physical và giới thiệu simulate, như là tín hiệu simulate và physical nó quay ngang. Ok, mình sẽ đặt tên ở đây là mình chưa phải và đặt tên tín hiệu ở đây là back image. Thì đầu ra ở đây chính là back image và và để theo dõi được trực tiếp thì mình sẽ sử dụng khối dashboard ở đây. Chúng ta có thể theo dõi được trực tiếp luôn trên màn hình. Đây là một tip rất là hay, mình sẽ giới thiệu các bạn trong một video sau. Ok, vậy là mình vừa xây dựng xong, mình sẽ các bạn xây dựng xong để sức phản động của động cơ. Mình sẽ đặt thay đổi đây là một cái tiếp B đi. Mình đặt thời gian mô phỏng là 2. Ok, và bây giờ mình sẽ chạy simulation. Ok, và mình có thể nhìn thấy sức phản động ở đây. Đổi một chút cho các bạn dễ nhìn. Ok, đây là sức phản động của pha A mà mình đo được. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp sau. Chúc bạn thành công.